Tỉnh Long An vừa giới thiệu hai nền tảng thương mại điện tử Chợ Nhanh và Copbell trên địa bàn huyện Đức Huệ. Theo đó, huyện Đức Huệ sẽ tập huấn cho các cơ sở hộ kinh doanh đưa sản phẩm đặc trưng của địa phương trên sàn thương mại điện tử Copbell. Đây là nền tảng thương mại điện tử do người Việt phát triển và vận hành, trải qua quá trình nghiên cứu kỹ lưỡng. Nền tảng thương mại điện tử này sở hữu đa dạng các danh mục sản phẩm và thiết kế dễ sử dụng, thân thiện với người dùng, bảo mật thông tin cá nhân và tài khoản người dùng thông qua các biện pháp mã hóa tiên tiến.